Võ Thần Chúa Tể chương 5635, động thủ, rầm rầm rầm. Đạo này hắc ảnh đang cảm giác đến ngoại giới có khí tức sau khi đi vào, lập tức kịch liệt dãy dụa, trong chốc lát, toàn bộ thâm uyên tế đang cấp tốc sôi trào, từng đạo đen nhánh thâm uyên khí tức kịch liệt phun trào, giống như biển động. Răng rắc. Đột nhiên, một đạo vỡ tan thanh âm truyền đến, kia thâm uyên tộc nhân đang tức giận dãy dụa thời điểm, lại ẩn ẩn cảm thấy trói buộc chặt mình phong ấn càng là truyền đến một đạo nhỏ xíu vỡ tan thanh âm ân hắn ngưng thần nhìn lại trong lòng lập tức vui mừng cái kia phía trước phong ấn lại lực lượng của hắn càng là tại hắn trùng kích vào xuất hiện một tia đường vân nhỏ vết trạng cái này phong ấn cái này thâm uyên tộc nhân trong lòng lập tức cuồng hỉ không thôi cái này mình giới phong ấn quả nhiên không địch lại ta thâm uyên sức mạnh phá hắn phá hắn trong lòng gầm thét phía dưới, cái này thâm nguyên tộc nhân lúc này điên cuồng dãy dụa, dẫn động thể nội toàn bộ thâm nguyên chi lực điên cuồng đánh thẳng vào trấn áp lại mình phong ấn, muốn từ kia thâm nguyên trong tế đàn dãy dụa đi ra. Bằng không một khi chờ ngũ nhạc minh đế trở về, bị trấn áp lại chính hắn, chắc chắn trở thành đối phương giao thất ở dưới thịt cá. Hồng Nhạc Sơn Thập điện diêm đế thôi động âm dương minh mắt thuật Đã đem toàn bộ bốn phía triệt để dò xét một lần vậy mà vẫn là không có dấu vết nào thập điện diêm đế sắc mặt lập tức thay đổi trở nên vô cùng khó coi cái này chuyện gì xảy ra bầu trời mạnh bà thần thức cũng tại không ngừng mà càng quét qua hồn nhạc sơn đồng dạng không thu hoạch được gì hy vọng của nàng đã triệt để đặt ở thập điện diêm đế trên thân có thể bây giờ nhìn thấy thập điện diêm đế sắc mặt sau đó trái tim nàng bỗng nhiên chìm xuống hỏng thập điện diêm đế đại nhân lại cũng không có chút nào thu hoạch. Ngũ nhạc minh đế cười lạnh nhìn phía dưới sắc mặt tái xanh. Như cha mẹ chết thập điện diêm đế, cười nhạo nói, thập điện, ngươi nhưng có thu hoạch. Không đợi thập điện diêm đế trả lời, ngũ nhạc minh đế đã ngẩng đầu, nhìn bốn phía trong hư không ẩn nút rất nhiều cổ lão đại đế, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi cũng đều thấy được, bản đế hồn nhạc sơn trúng cái gì cũng không có, hết thảy đều chỉ là mạnh bà đang nói bậy nói bạ mà thôi rất nhiều đại đế cũng là bắt đầu trầm mặt, thần trí của bọn hắn lúc trước cũng không có nhàn rỗi, đã sớm đem cái này hồn nhạc sơn hỏi dò mấy lần, hoàn toàn chính xác không phát hiện chút gì. Ngũ nhạc minh đế nhìn về phía mạnh bà, ánh mắt dần dần băng lạnh, mạnh bà, ngươi bây giờ còn có gì nói? Bản đế có lý do hoài nghi, ngươi lúc trước sông ta lãnh địa, còn cố ý lấy ám ảnh đại đế hãm hại bản đế, tất nhiên có một loại nào đó không thể cho người biết mục đích. Bây giờ bản đế trong sạch, nhất định phải biết rõ ràng, người như thế hãm hại ta, đến tột cùng có mục đích gì. Dứt lời, ngũ nhạc minh để căn bản không chờ mạnh bà mở miệng, đại thủ đã hướng về mạnh bà trực tiếp dò tới. Âm âm. Trong hư không một cái to lớn kình thiên cự thủ xuất hiện, ở nơi này vô tận sơn nhạc khí tức. U u nghiêng ép xuống, hướng về phía mạnh bà chính là hung hăng vồ bắt bao phủ mà đến. Đại đế. Mạnh bà sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay mạnh bà bác trong nháy mắt phóng lên trời, một tiếng ầm vang, đen như mực minh khí nở rộ vô tận thần quang, từng đạo đen nhánh mạnh bà thang từ trong trong nháy mắt phóng lên trời, có hóa thành cự long, có hóa thành lợi đạo, lập lòe vô tận đen như mực thần quang, ầm vang nện ở cái kia hạ xuống kình thiên cự thủ phía trên, không ngừng va chạm sôi trào. Ha ha, thế nhân đều nói cái này mạnh bà thang chính là ta minh giới đỉnh cấp thần thủy, hôm nay xem ra. Không gì hơn cái này ngũ nhạc minh đế cười lạnh một tiếng hắn minh khí thôi động phía dưới cái kia kình thiên cự thủ phía trên chợt hiện lên vô số minh văn phù chú vân tay lưu chuyển càng là hóa thành từng ngọn sơn nhạc chi lực mặc cho cái kia mạnh bà thang như thế nào xung kích cũng là lù lù bất động giữa thiên địa đen như mực nước mưa rầm rầm rơi xuống trải rộng sông trạch đầy trời quỷ khóc thần hào ô yết trải rộng nhưng mà cái kia đủ để cho thế nhân biến sắc mạnh bà thang tại ngũ nhạc minh đế trấn áp phía dưới nhưng là chỉ có thể một chút bại lui, không có chút nào phản kháng chi lực. Tứ cực đại đế Trên đường chân trời, rất nhiều cổ lão đại đế thấy thế, vô bất vi chi hải nhiên biến sắc mạnh bà mặc dù những năm này rất ít hành tẩu minh giới, nhưng dù sao cũng là thời đại viễn cổ cường giả, tại toàn bộ minh giới bên trong thanh danh hiển hách. Đặc biệt là nàng lợi dụng vong xuyên hà thủy luyện chế mà thành mạnh bà thang, vì kia đại đế không nghe ngóng biến sắc, không dám dễ dàng tiếp phong nhưng bây giờ tại ngũ nhạc minh đế trấn áp đường đường mạnh bà càng là giống như trong lòng thú bị nhốt không có lực phản kháng chút nào cái này để người ta làm sao không kinh tứ cực đại đế lại kinh khủng như vậy quá nhiều năm minh giới hòa bình từ tứ cực đại đế dựng nên uy nghiêm đến nay đã quá nhiều năm không từng có quá lớn loạn lạc thậm chí rất nhiều người đều quên khi xưa tứ cực đại đế cũng là thông qua vô tận sát lục mà chứng đạo mà đến lúc này ngũ nhạc minh đế chiêu này phiên vân phúc vũ thủ đoạn nhưng là nhường đám người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc khi xưa tứ cực đại đế đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn thông thiên mắt thấy ngũ nhạc minh đế đại thủ từng tầng từng tầng nghiền ép xuống liền muốn đem mạnh bà thu hút trong tay đúng lúc này oanh một đạo cổ sư minh khí phóng lên trời giống như một thanh trường thương xông thẳng trời cao mang theo vô thượng đại đế quy tắc ầm vang chỉ vào ngũ nhạc minh đế lộ ra kình thiên cự thủ. Là thập điện diêm đế, cuối cùng ra tay, ngăn trở ngũ nhạc minh đế. Thập điện, ngươi đây là ý gì? Ngũ nhạc minh đế cúi đầu, lạnh lẽo nhìn thập điện diêm đế, ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng phát hòa trào phúng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ nuốt lời sao? Ngũ nhạc minh đế nhất sải bước ra, lạnh lùng nói, cái này mạnh bà lúc trước nói xấu với ta, ta đã làm ra hứa hẹn nhường chư vị từng điều tra hồn nhạc sơn, Bây giờ ta hồn nhạc sơn rửa sạch quan trắng, bây giờ bản đế có lý do hoài nghi cái này mạnh bà lòng mang ý đồ xấu, muốn chọn lên giữa người ta chém giết, thậm chí muốn tại chư vị diện phía trước, đem bản tọa đánh xuống thần đàn, bị vạn người phỉ nhổ. Hôm nay người này, bản đế là muốn định rồi. Ngũ nhạc minh đế lạnh trên một tiếng, khoát tay, oanh, lập tức toàn bộ ngũ nhạc trong lãnh địa từng đạo đáng sợ sơn nhạc khí tức phóng lên trời, phun trào trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không, một cổ hùng hậu khí tức khiếp người áp bách mà đến làm cho tại chỗ tất cả cổ lão đại đế cũng vì đó biến sắc đại đạo trấn áp ngũ nhạc minh đế tại chính mình trong lãnh địa càng là bày ra như thế đại đạo chi cơ ở nơi này chiến đấu đều phải chịu đến hắn ngũ nhạc đại đạo áp chế răng rắc mạnh bà kiệt lực thôi động mạnh bà bác sắc mặt tái nhật thể nội đại đế khí thế tán loạn càng không kiên trì nổi tuyệt vọng nhìn về phía thập điện diêm đế đại ca nàng âm thanh run rẩy giống như khóc nỉ non ẩn chứa bi phẫn thê lương thập điện diêm đế trong lòng đại hận lần này không thể tại hồn nhạc sơn tìm được chứng cứ phạm tội hắn đã rơi vào tầm thường như cưỡng ép cứu mạnh bà sợ là tất nhiên sẽ dẫn phát ngũ nhạc minh đế cưỡng ép trấn áp mà bây giờ hắn nói trên danh nghĩa không chiếm thượng phong như cái kia đại đế bên trong có người tương trợ ngũ nhạc vậy chính hắn sợ là đều phải phiền phức nhưng hôm nay diêm ma đã vẫn lạc để cho hắn buông tha mạnh bà tất nhiên là cực kỳ gian khổ cắn răng một cái thập điện diêm đế tiến lên một bước vừa mới chuẩn bị nói cái gì đột ngột két từ cái này hồn nhạc sơn chỗ sâu dường như có một đạo không rõ vỡ vụn âm thanh vang lên một cổ lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều ẩn ẩn cảm giác rợn cả tóc gáy đột nhiên buông xuống tại trong thần hồn kinh đảng đó là đám người vội vàng cúi đầu nhìn về phía hồn nhạc sơn chỉ thấy tại nơi hồn nhạc sơn chỗ sâu cái nào đó bí mật trên vách đá càng là xuất hiện từng đạo mịn vết trạng từ cái kia vết trạng bên trong từng đạo mang theo sức mạnh hủy diệt đen như mực khí tức chậm rãi tản mát đi ra vừa xuất hiện toàn bộ minh giới thiên đạo cũng là chấn động đứng lên thiên đạo phun trào giống như muốn hạ súng trừng phạt thâm thâm nguyên khí tức trong hư không vô số cổ lão đại đế thần sắc hoảng hốt từng cái như lâm đại địch ngũ nhạc minh đế càng là con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt toát ra khó tin vẻ kinh ngạc, là kia thâm uyên tế đang chỗ, sao, làm sao lại? Mà thập điện diêm đế trên mặt bi phẫn nhưng là trong nháy mắt hóa thành cuồng hỉ, lấy thần thông của hắn, tự nhiên tại nơi vách núi phá tan trước tiên liền đã cảm nhận được một cổ kinh khủng khí tức tà ác, đang tìm phục tại cái này hồn nhạc sơn chỗ sâu, tại bây giờ giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt tỉnh lại. Giống như kinh trập. Không lo được suy nghĩ nhiều, thập điện diêm đế bỗng nhiên nhìn về phía ngũ nhạc minh đế phẫn nộ quát ngũ nhạc ngươi còn dám nói ngươi trong sạch ngươi xem một chút đây rốt cuộc là cái gì ta vậy mà đây là cái gì thập điện ngươi đến tột cùng an bài hậu thủ gì lại vẫn muốn hãm hại với ta ngũ nhạc minh đế biến sắc vội vàng gầm thét chư vị đây là thập điện diêm đế cố ý ở dưới hát thủ tuyệt không phải lời còn chưa dứt oanh toàn bộ vách đá ầm vang nổ tung, một đạo thâm uyên kinh khủng khí tức từ cái kia trong vách đá phóng lên trời, sau một khắc, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng địch ý khí tức, ở trong thiên địa này chật bao phủ. Ngũ nhạc minh đế, đại gia ngươi. Lòng can đảm cũng đủ lớn. Đã cùng ta, diệt linh nhất mạch hợp tác, vì cái gì còn cùng, hắc uyên nhất mạch cấu kết, chẳng lẽ không sợ diệt đạo chủ đại nhân, tức giận sao? Âm âm. Thiên địa biến sắc, vô tận mây đen cuồn cuồn đánh tới, phía dưới sơn mạch ầm vang nổ tung, lộ ra một cái không gian thật lớn lỗ thủng, một đạo đen nhánh thâm uyên thân ảnh từ cái kia thông hướng hồn nhạc sơn chỗ sâu không gian trong lỗ thủng phóng lên trời, trong nháy mắt khóa chặt ngũ nhạc minh đế, phát ra vô tận gầm thét. Cuồn cuồn thâm uyên khí tức bao phủ, giống như cuồng phong, làm cho bốn phía minh giới thiên địa, trong nháy mắt lâm vào vô tận hắc ám. Phía trên, tất cả minh giới cổ lão đại đế đều sợ ngay người, bỗng nhiên nhìn về phía ngũ nhạc minh đế, từng cái con ngươi có vào, thần sắc kinh sợ. Ta! Ngũ nhạc minh đế cũng ngây dại, nhìn xem kia thăm nguyên tộc nhân. Gia hỏa này, phát thần kinh cái gì? Ha ha ha, ngũ nhạc minh đế, ngươi còn có gì nói? Thập điện diêm đế ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lớn mang theo vô tận phẫn nộ cùng dữ tận, từng đạo đáng sợ minh khí từ trong thân thể của hắn trong nháy mắt phóng lên trời, bao phủ tứ phương thiên địa biến sắc. Lúc này, hoàng tuyền sơn chỗ. Diêm phách đại đế bọn người ở tại vạn cốt minh tổ chỉ điểm. Không ngừng dung hợp hoàng tuyền sông, cảm ngộ quy tắc trong đó chi lực. Hỗn động thế giới bên trong, đám người giữ im lặng, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ có u minh đại đế thần sắc lo lắng, biến ảo khó lường. Đột ngột. Tần trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hiếp mắt mắt hí ngưng thì hướng vô tận phía chân trời bên ngoài ngũ nhạc minh đế lãnh địa, thể nội tự hồ có cái gì sức mạnh, nhẹ nhàng khẽ động. Khi thâm uyên tộc nhân, đã thoát khốn. Tần trần con ngươi có rụt lại. Chính là lúc này rồi. Động thủ. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.